Bà con, ai không biết nuôi chim hút mật, xem cân của tôi cam kết nuôi sống 100%. Chào cả nhà nha. Mình mới lên tới rẫy nè. Rồi, sáng nay gửi chim xong mang cái lồng con chim nó lên là đựng cái con năm màu truyền luôn nè. Năm màu tố chất của mình. Đấy. Mang lên tắt nó ra riêng luôn chứ nó dạn rồi, mình đâu cần nhốt lồng bổi nữa đâu. Giờ nó dạn dữ rồi. Ngon. Bữa nay thời tiết cái tháng 4 này sao kỳ ghê. Mọi khi mọi năm là tháng 4 ấy là nó nắng cháy da cháy thịt, mà kỳ này á chứ không biết chỗ mọi người như thế nào nha, nhưng mà ở đây á cứ sáng thì nắng, cái tầm đến 1 giờ chiều á, 1 giờ chiều cái bắt đầu nó mưa. Hôm qua nè mới mưa nè, ướt, mọi người thấy ướt không? Đấy, ướt này, ướt lắm. Thì ở đầu video á thì mình dặn anh em như thế này nè, anh em nào mà chốt chim ấy thì cố gắng chốt trước buổi trưa cho mình. Đấy, chuyển khoản hay là cái gì cũng phải trước buổi trưa hết nha. Biết sao không? Bình thường là tầm 4 giờ đến 4 rưỡi là bắt đầu từ rẫy mình về. Nhưng mà kỳ này trời mưa rất là sớm. Tầm khoảng có bữa 1-2 giờ đã mưa rồi. Đấy, 1-2 giờ mưa thì mình phải về sớm. Chứ ở trên rẫy này ấy, mưa 1-2 giờ là không làm được cái gì hết. Làm rẫy mà gặp mưa đâu có làm được cái gì mọi người. Mưa nó ướt át, nó nhảy nhuộm, đâu có làm được cái gì đâu. Đấy, thành ra anh em nào mà chốt chim á, đấy, chốt cho sớm vào. Chốt trước thời gian là 12 giờ trưa là vừa. Chứ đừng có để đến chiều. Như hôm qua cũng vậy. Cái bạn nào ở đâu Bình Phước á, đấy, chốt mãi đến chiều mới chốt. Chiều chốt nhưng mà mua cái loại chim nào, ví dụ như mua chim già thì ở nhà lúc nào vẫn có, đúng không? Chim già lúc nào ở nhà cũng có, nhưng mà chim truyền mình để trên đây đặng mình nuôi mình thuần nó. Như vậy thì mình về rồi mình đâu có mang chim ở đây về đâu. Đấy, ai mua mình mới mang về. Thành ra anh em là chốt chim ấy, chốt cho sớm vào. Như chim già thì lúc nào chốt cũng được. Còn muốn mua có chim truyền trong đấy là phải chốt sớm nha, chốt trước buổi trưa. Trời, hôm qua vào con bảy màu êm quá mọi người. Rồi, gọi điện nữa rồi. Alo. Anh chuyển cho em 400 ngàn là em
Em tặng anh bịt cám với lại tiền xe là em bao hết luôn. Rồi rồi anh cứ yên chí đi. Rồi. Rồi thì anh cứ chuyển bằng đấy đi, rồi chừng nào mà anh muốn gửi chim thì anh nói trước em ngay. Rồi 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 rồi, nhận được thì em nhắn tin qua cho anh. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Cái anh này anh ở Đồng Tháp mọi người. Anh ở Đồng Tháp nhưng mà anh đã thích nuôi chim. Ba đứa con là vẫn đam mê nuôi chim. Cái đợt anh mua cái mình hỏi là mua chim rồi vợ con có phản đối không? Đấy, cái anh kêu là gia đình thì anh vẫn chu toàn nhưng mà cái này là đam mê. Đấy. Đấy gọi nữa, anh này anh không xài Facebook mọi người. Anh không xài Facebook. Không xài Facebook mà không xài Zalo luôn, lúc nào anh gọi điện hết. Alo. Thôi anh cứ chuyển cho em 400 thôi được rồi, còn em tuyển ngon cho anh. Chứ không không cần thêm đâu. Rồi. Rồi rồi, em cứ đúng 400 thôi. Tội nghiệp à. Ông kêu là chuyển 450 tuyển cho anh con ngon ngon. Là anh mua một con 5 màu chuyền với lại một con 7 màu chuyền. Nhưng mà mình thì tiền xe đi về Đồng Tháp là phải mất 100.000 tiền xe mọi người. Thì mình chịu 50. Đấy, mình kêu anh phụ mình 50 thì thấy thương quá. Nhà ba đứa con rồi mà còn đam mê nuôi chim nữa, thôi tặng anh thêm bịt cám nữa mọi người. Đấy, tặng bịt cám nữa. Mà anh kêu là gửi thêm 50 nữa. Thôi không lấy đâu. Tại thấy hoàn cảnh gia đình vậy mình không có lấy thêm nữa. Lấy vậy thôi, rồi cố gắng tuyển cho anh con nào nó ngon ngon cho anh. Hôm qua vô con 7 màu êm quá mọi người. Êm xịt luôn. Bữa nay làm thêm con 7 màu nữa thì ngon quá nha. Chắc khó. Tại mấy con 7 màu già như vậy cái xác suất nó vô ít á. Thường những con 7 màu á là mọi người mà mua ở ngoài á, đa số là những con dính keo không à. Tại vì 7 màu già nó khôn lắm. Nó khó vô lắm. Đấy, hôm qua rồi. Con này thái độ của nó thì cũng được mọi người. Dễ dụng nè. Nay cho ăn bằng hết bằng này dễ nữa, mai mua dễ mới. Úi dồi ôi. Thấy không? Đấy, cái này là ông bay lên ông đòi ăn đấy. Cứng à. đang kêu cái quất con dế vô cái im luôn mọi người. Qua con 7 màu già nó về không hót một tiếng nào luôn mọi người. Mình đang là dọn đồ chuẩn bị về. Nghe cái cột cái là nó vô là không nghe một tiếng gì luôn. Anh yếu thế, anh có con xong rồi nín luôn rồi. Đấy, chim truyền thì thường mình để ở nhà, còn chim già thì mình mới mang về thôi. Tại vì chim mấy con chim già thường để mà thuần ơi là thuần nó là một cái việc rất là khó mọi người. Chỉ thuần kiểu sơ sơ thôi thì được, còn mà thuần như chim truyền nó khó lắm. Tại chim già mà nó đã quen với lại cái lối sống rừng rú của nó lâu đời rồi, cho nên là mình rất là khó để thay đổi nó. Còn như chim truyền thì nó mới từ ổ ra thì nó cũng mới biết sự đời thôi. Đấy, nó còn tuổi trẻ bồng bột, cho nên là mình thuần nó dễ dàng hơn. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Đấy, con này mình phải hiểu nó mới được. Đấy, nó ăn xong thì nó phải đợi nó tiêu nó mới ăn nữa. Đấy, nó tiêu xong nó mới ăn được nữa chứ. Đấy, nín rồi. Đợi hồi tiêu rồi ăn tiếp. Kỳ này mấy anh em
có một vài anh em phản ánh là chim mấy con chim già mình ship về mọi người nó nhát á. Thì mọi người phải hiểu là chim ấy nó đi về nhà mới thì thường nó sẽ nhát, tại vì nó sẽ lạ chỗ là thứ nhất này, rồi lạ chủ là thứ hai này, rồi lạ những con chim xung quanh là thứ ba này. Đấy, nó sẽ lạ nhiều cái nó lạ, thành ra nó nhát. Thì mình mới bảo đi bảo lại anh em rồi là chim mua về cố gắng chùm áo lồng cho nó 1-2 bữa chưa, chùm áo lồng cho nó để cho nó bình tĩnh lại, tại vì nó đi xe về mà, nó đi xe đường xa về, nó đang là trong cái tình thái hoảng sợ mà. Mọi người mua chim về cái mở hết quần áo nó ra thì nó sợ là đúng rồi. Đấy, cho nên là mình mới dặn là về chùm áo lồng cho nó đi. Con bảy màu này nó thái độ nó được ghê mọi người, công nhận luôn á. Mới bẫy hôm qua thường thì bảy màu bẫy về nó khá là nhát, nó nhát á, mà không hiểu sao con này nó tương đối là dạn, tương đối dạn nha mọi người, không đến nỗi là quá nhát. Đấy, mọi người nuôi chim là phải chú ý nó nha. Nhiều con ấy, mình vào cám một lần ấy, nó cũng chưa biết ăn đâu. Đấy, sáng mai ra mà kiểu chủ quan ấy, nhiều người mà đi kiểu đi làm á mọi người. Đấy, đi làm mà vào cám buổi chiều một lần ấy, mà sáng ra không vào cám lại, nhiều khi nó quên ấy. Nuôi mấy con già như thế này thì đặc biệt là phải thật là kiên nhẫn với nó mọi người. Phải kiên nhẫn thật nhiều vào. Chứ gặp mấy người nóng tính là không nuôi được đâu. Tại mấy con già này nó khó lắm. Con này bữa nay thì hút xiềng rồi. À, bây giờ bỏ vào đây cho nó tự hút đi. Chim non này. Bữa nay là ngày cuối cùng của tụi này ở đây rồi mọi người. Ngày mai là đi hết rồi. Đấy. Mai là nhiều người dặn lắm rồi. Mai là mấy con này đi hết, không còn con nào hết. Đấy thì mọi người thấy đấy, mình đã cố gắng mình thuần nhất bọn này có thể rồi. Đấy, ăn cám hạt đầy đủ hết rồi. Đấy, mai thì đi qua nhà chủ mới. Con này thì ở lại này. Con này mình sẽ tập dạn cho nó. Cũng như là kiểu quay cho mọi người cái cách mà mình tập dạn cho nó. Để anh em nào có chim bổi thì đỡ nản. Nuôi chim bổi thường thì rất là nản, tại vì nó rất là nhát mọi người. Rồi bây giờ còn mấy con trong lồng nữa là bắt đầu cho mấy con trong lồng ăn nữa là đi làm việc này. Sáng giờ luồn cuồn hết cả tiếng đồng hồ rồi. Đấy, hút mặt nó ăn chuối rất là ghê nha mọi người. Đấy, thấy nó ăn chuối hết nửa quả chuối rồi nè. Nó cứ có cái gì ngọt mà mềm là nó ăn thôi. Rồi bây giờ lướt qua nhanh phần bình luận nha. Video cũng rất là dài rồi cho nên cố gắng đọc bình luận cho nó nhanh chút xíu. Rồi tranh thủ đi làm mọi người ơi. Hiếu Đinh, anh ơi anh mua khung sắt được mà tầm 1,5 triệu là được cái AV đẹp luôn. Nó bằng khung ráp chứ không cần hàn đâu. 1,5 triệu hả? Khung ráp nó có to bằng này không? Nó có to bằng này, còn mình chưa hiểu cái khung ráp đấy. Mình biết cái khung ráp đấy, nhưng mà mình chưa hiểu cái chỗ ngã ba này nó như thế nào này. Nó bắt ốc vô đúng không? Nó bắt ốc vô xong rồi cái chỗ ngã ba này thì hai cây V vô hai đầu đúng không? Mình cũng tưởng tượng ra rồi đấy. Nhưng mà mình nghĩ chắc là phải đắt hơn chứ. 1,5 triệu tiền sắt thôi gì? Có tiền lưới chưa? Hay như thế nào? Để lúc nào mình nếu mà bạn biết ấy, thì để dưới phần bình luận đi, mình thử tìm tòi coi, nếu mà được thì mình có thể mình làm thêm một cái AV nữa. Hiếu Đình, nay em bắt được con 5 màu bụng trắng mép vàng mà nó chưa chỗ chấm thì có khả năng chỗ nữa không hay là mái luôn? Mép vàng thì nó 50-50 lắm. Mép vàng nó 50-50 lắm. Không chắc ăn 100%. Út vào Lê, mình xem video bạn thấy hay, mình bẫy được 3 con 5 màu nuôi khoảng 10 ngày lại bị sù lông. Cho ăn cám hút mật xong rồi tập cho nó ăn cám cứng vô. Nó có hai loại sù.
Xù hơi hơi ấy là do nó đang là bệnh, nó đang cơ thể nó chưa có làm quen được với cám. Đấy, cái xù hơi hơi là có thể chấp nhận được. Còn nếu mà xù như cục bông á, xù như cục bông á là nó có thể là ăn cho không cho ăn cám hoặc cho uống mỗi nước đường thôi đúng không? Ăn không có ghi là cái cách ăn nuôi như thế nào. Đấy, còn nếu mà bị cho ăn cám bình thường nó chỉ hơi hơi xù một chút xíu thôi. Tới khi mà nó biết ăn cám hạt rồi nó sẽ hết xù. Dũng Nguyễn nào làm clip phân biệt 5 màu bụng trắng và bụng vàng truyền đi bộ, có cách nào bẫy được 5 màu bụng trắng không mà không có 5 màu bụng trắng mồi không? Tụi nó khôn quá. Ở chỗ mình thường thì chỉ có 5 màu bụng vàng thôi à, 5 màu bụng trắng thì mình cũng không rõ, mình không rành cái này nha. Tại chỗ mình 5 màu bụng bụng vàng không à. Ngọc Vũ cho ăn cám gì vậy? Cám hút mật, ra tiệm chim bảo là bán cho cám hút mật thì người ta bán cho nha. Nguyễn Tiến Dũng, mình có một tổ sát pháo nay lên thăm lỡ tay sờ vào trong tổ chưa có gì, nó có bỏ không ạ? Cái này á, mình thử rất là nhiều lần rồi. Thường thì khi mà thò tay vào tổ có mùi, có cái mùi hơi hơi người ấy, thì con chim nó về nó ngửi thấy, thường thì nó bỏ. Thì hiếm lắm mới được tổ nó không bỏ thôi, nhưng mà thường là thò tay vào nó ngửi thấy mùi tay người ấy. Nó giống như là rắn đấy mọi người. Rắn nó mà vô nó thăm cái tổ chim một lần, về con chim nó ngửi thấy mùi rắn vô là nó bỏ ngay. Thế như tay người cũng vậy, thò vô nó ngửi thấy mùi tay người ấy. Nếu mà nó nghĩ là nguy hiểm ấy, thì có thể nó bỏ. Cái này mình thò tay vô nhiều rồi mà thì đa số nó bỏ nha, đa số là nó bỏ hết. Lê Gia, em có 5 màu nào chơi cà phê được không để ăn một con? Không, 5 màu chơi cà phê thì hết rồi, không còn 5 màu cà phê nữa hết, chỉ có truyền ăn cám cứng thôi. Rồi về từ từ dưỡng lại, tập lại cho nó thôi. Chứ 5 màu cà phê là phải cuối mùa, một con nào đó kiểu thật mình kiểu mình không bán ấy, thì mới còn thôi, nhưng mà bán hết rồi. Thông Nguyễn cầm lên rẫy mình lên mình lấy được không? Rẫy mình xa lắm sao lên lấy được. Nguyễn Văn Lân, mùa này còn tổ chim không ăn? Còn, mùa này tổ chim nó vẫn còn nhưng mà kiểu cuối mùa còn ít thôi. Cái lúc mà tổ chim nhiều nhất là tầm tháng 2, tháng 1, tháng 2 là tổ chim rất là nhiều. Còn bây giờ là con nào mà nó kiểu nó rặn cuối mùa ra. Mấy con 5 màu mép còn mép ăn cứ giữ nuôi đi, lỡ hên nó lên còn chỗ tiếp đấy. Đấy, Lân Kim là đã là mái thì chỗ kiểu gì, trừ khi nó là trống thì nó mới chỗ. Bữa kia mình cũng bẫy được 5 màu mái, còn mép nuôi thử vài tuần nó chỗ lên á, nay còn đá tay nữa kìa. Cái này ấy thì mình công nhận nha, cái này ấy thì mình công nhận là có khả năng mép cam nó có thể chỗ nữa, mép cam nó vẫn có thể chỗ nữa, nhưng mà nó kiểu 50-50 lắm. Bây giờ chẳng lẽ con mép cam nào mình cũng bắt về thì nuôi sao mà xuể mọi người. Trừ thì bây giờ những con nào mà chắc chắn là trống thì mình bắt, còn mái thì đây ba con thì nó nhiều rồi, bây giờ bắt thêm một đống nữa này, vừa tốn cái chỗ nuôi này, vừa tốn thức ăn này, rồi nó lại 50-50 nữa. Không, cho nên là mình thả là như vậy. Còn những con có chỗ có chấm thì mình để nuôi hết chứ. Không, như bây giờ nếu mà cái con mà nó chưa chỗ như vậy, giờ nuôi dạn chăng nữa, bán thì người ta cũng bảo là con mái, mà trống sao không có chấm. Không, nó rất là hên xui. Vừa tốn cái chỗ để nuôi, vừa tốn cám nữa. Cho nên là thôi, thả đi. Con nào có chấm rồi mình bắt. Rồi, đấy cũng là tất cả những cái bình luận của mọi người gửi cho mình. Thì rất là cảm ơn mọi người đã gửi bình luận. Nếu có thắc mắc gì thì cứ để lại dưới phần bình luận nha. Nếu nằm trong khả năng thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nha. Rồi, túm lại là như thế. Bây giờ đi làm việc, hễ mà dính chim thì bật lên quay tiếp nha. Rồi, tiếp theo là đến phần công việc. Đấy, công việc mình đang là pha thuốc nè mọi người. Bữa nay tiếp tục xịt thuốc. Thuốc ở hôm nay mình xịt là thuốc chặn dứt đọt non nè. Tại vì biết sao, kỳ này mưa nhiều quá, mưa nhiều quá, cứ ngày hai ngày là mưa một lần, thì những cái cây nó sẽ ra đọt như này. Ra đọt này thì đối với cây non này thì rất là tốt, thì cây nhanh lớn. Nhưng mà đối với những cái cây như thế này nè, đối với những cái cây mà nó đang ra trái đấy mọi người, thấy không, đang ra trái mà nó ra đọt như thế này, mà nó ra đọt như này thì mình phải xịt. Nè, thấy nó ra nè, đọt nó ra này, mưa nhiều quá đất lúc nào cũng ướt hết thì nó nuôi đọt thì nó dịch cái trái này, thấy không? Nó dịch cái trái vậy thì ăn uống được gì nữa, nó phải tròn như vậy mới được chứ.
trái này, trái nó dịch này. Đấy, nó dịch. Như chùm này đi để lại 3 trái đi, nhưng mà mai mốt cái trái này nó dịch đi là phải ngắt đi này. Còn hai trái này tròn để lại này. Đấy, ví dụ mình lựa trái xong nó cỡ bằng như này không? Mà bây giờ nó ra đọt non như này. Ra đọt non như này là nó bị méo trái, méo hết. Méo lắm. Đây nè, méo không nè, nó dịch méo hết. Đấy, thành ra là phải đi xịt để cho nó khỏi cái cây ấy, nó đỡ bị chia cái chất dinh dưỡng ra. Đấy, nó khỏi nuôi cái đọt non. Đấy, cái thuốc này xịt vô ấy, thì cái đọt nó bung ra hết. Nó bung ra lá và nó nhằn già lá. Và nó không có nuôi cái lá nữa, mà nó tập trung nó nuôi trái. Đấy, đấy là cái ý nghĩa của cái thuốc mà bữa nay mình xịt ạ. Rồi, bây giờ tranh thủ đi xịt nhé. Rồi chừng nào dính chim rồi quay tiếp nha. Con đầu tiên này nè, nói con này mình rình nó đúng 3 lần, rình nó cả nửa tiếng giờ đấy. Bà mẹ mình chưa thấy bao giờ một con chim nào mà nó lì như con này luôn. Nó lì mà không thể nào tưởng tượng nổi luôn đấy. Nó vô sập hụt 2 lần mà nó không chừa, nó vô nữa mọi người. Sập hụt 2 lần luôn á. Nó vô hụt 2 lần luôn, nó vô bên kia kìa. Sập cái nó nhảy ra được lần một, cái mình đến mình gài lại lòng, nó thấy mình luôn, nó thấy mình mà nó không, nó cứ lẩn vẩn đây nè. Lần hai nó lên cũng sập nữa cái lần ba này nó lên này sập nữa này, lần ba mới dính. Quá tàm bà bạch nha con. Con này còn được, hồi nãy giờ mình địa nó từ nãy giờ rồi, nó có một chấm à. Đấy, nó bạo mà không thể nào con nào nó bạo hơn này. Đẹp không? À, mình điện thấy nãy giờ rồi. Chấm đỏ. Thấy từ nãy giờ luôn rồi. Này. Thấy không? Có đúng một chấm à. Đấy, thấy không? Đúng một chấm đỏ duy nhất luôn. Rồi bây giờ cho vào túi nha. Cái con này nó bạo kinh khủng. Nè, thấy nó bạo không? Vô 3 lần mới trúng mọi người. Con này có điểm, có khi con này nó dạn mọi người. Nó bạo người lắm luôn á. Nó thấy mình đâu bay đâu mà. Thấy mình ra gài bẫy luôn nhá, không bay. Cứ lần vẩn thôi. Vô 3 lần luôn. Đấy, được của nó. Rồi, khai hàng ngày mới được con này là quá tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, khai hàng ngày mới được con 7 màu trống là quá tuyệt vời rồi. Đấy, mép cam xe luôn nè. Thấy không? Được ha. Rồi bây giờ treo nó lên nha. Rồi một hồi nữa đến trưa bắt đầu vào cám cho nó. Rồi bây giờ chiều rồi mọi người ơi. Vừa xịt thuốc vào, mệt quá. Bà mẹ bữa nay thì nắng từ sáng tới chiều. Giờ này gần 4 giờ trời vẫn còn nắng chang chang. Xịt thuốc vô nó thở như chó luôn. Đấy, rồi còn mấy con dế này, cho con chim non nó ăn xong đi rồi mai mua dế mới. Ôi, cứ thấy nó gấp này, nó bay lên này, nhìn hay chưa. Rồi vô. Đấy, nó mà biếng ăn là mọi người phải để ý cái đít của nó nha. Nuôi chim non là nó rất là hay bị dính cái đít. Cái này là con chim non nào cũng bị hết. Tại vì khi mà nó không có ỉa như là chim lớn, cái lực nó phọt ra nó yếu, thành ra nó hay bị dính đít. Cái này là con nào cũng bị chứ không phải là mỗi con này mới bị đâu. Chim non là nó rất là hay bị. Đấy, mấy con này thì ăn cắm cứng hết rồi mọi người. Mình tập sau một thời gian là tập này nó ăn cắm cứng hết rồi. Có con nào chưa ăn cắm cứng thì bắt đầu mình dọ vài giọt nước vô cho nó. Rồi từ từ nó ăn, thấy không? Đấy. À, nó ăn cắm cứng nè. À, ăn hết luôn nè. Sáng giờ ăn hết luôn. Rồi. À, chiều nay bắt con này về mai giao cho khách. Đấy, thấy không? Ăn cắm cứng nè. Ăn cắm cứng hết rồi. Còn con này thì nó chưa nè. Con này ăn yếu chứ không phải là chưa ăn. Nó cũng có gấp nhưng mà gấp yếu thì mình phải cho nó vài giọt nước vào cho nó từ từ.
chứ ép quá cũng không được mọi người, ép quá cũng không được. Nè, cái này là mình bỏ vài giọt nước rồi, bây giờ cho nó ăn tay nè. Và mấy con này thì mấy con hôm qua mình quay đó, thấy không? Hai con 7 màu với 5 màu, hai con dạng. Còn cái con kia thì mẹ, cái cốt nó thì cốt nó cốt nhát rồi. Bây giờ có đấm nó thì nó cũng cứ nhát thôi. Đấy, con nào nó dạng là nó dạng. Bài này đây. Đấy, con 5 màu này có gọi là có tí tố chất mọi người ạ. Đây là ngày thứ 3 của nó rồi. Nói chung là nó mình rờ được người nó rồi. À mình rờ nè. Đó, thấy không? Lấy tay rờ người nó nè. Cái này hai con này không có cho nhịn đói nhịn đông gì cả, tại vì mình cho nó ăn cám cứng á. Thành ra cái nhưng mà cái cốt của tụi nó là khoái hút thôi. Đấy, thành ra nó thấy cám sệt là nó khoái, nó bu vô chứ không phải là cho nhịn đói. Thấy không? Nè. Giờ đưa cám vô nó vẫn ăn bình thường. Cám khô nè. Nhưng mà tụi nó cái giống tụi nó là khoái hút. Đấy, hút đấy. Đấy, hút. Rồi thôi, quay nhanh nhanh để đặng đi về. Chứ mà ngồi lâu la nữa thì lâu lắm. Đấy, hút đấy. Rồi mai có thời gian tiếp. Thôi, luyến tiếc hoài nữa. Luyến tiếc nữa. Rồi, giờ đến hai con, cái con đỏ hồi sáng nè. Đỏ hồi sáng, ngực đỏ hồi sáng bẫy được nè. Con này cái cốt của nó khá là dạn chứ không đến nỗi nhét đâu. Còn con bổi hôm qua bẫy nè. Đấy, hai con này mình nhốt chung với nhau. Rồi bây giờ cho liếm tay luôn nè. Đấy. Vì hôm sáng nay mình có tập cho nó rồi, cho nên là nó cũng liếm mọi người. Đấy. Nhưng mà nó tương đối thôi nha. Nó không đến nỗi mà quá dạn đâu. Đấy, thấy không? Đấy, con đỏ hồi sáng nè. Đấy, con hồi sáng thì nó không dám hút, nó nhát. Còn con này bẫy hôm qua rồi, được ngày rồi. Đấy, bữa nay cũng dám mút tay rồi. Đấy, con này. Đấy, con này còn đói nè. Mà bữa nay nó hay bay lung tung lắm, cho nó vô đây đi. Nó hay bay lung tung lắm mọi người. Bỏ nó ra ngoài một hồi là nó bay lên cây à. Nó bay lên cây xong rồi nó kêu chip chip chip, cái mình đi bắt nó về lại. Rồi bây giờ mình bế nó lên tay, khều nó lên tay đứng rồi mọi người. Đấy, thấy không? Đấy, mới 7 hôm qua đó. Còn con kia thì mới hồi sáng cho nên nó còn nhát lắm, đấy, thấy không? Vẫn còn chui nhưng mà con này nó không đến nỗi đâu. Đấy, không đến nỗi đâu mọi người. Đấy, còn con 7 màu này thì được. Đấy, có thể thuần được. Có những con có thể thuần được, còn có những con là chịu thua. Như cái con bên này nè. Con đấy cho thêm tiền cũng chả thuần được. Nó cái cốt của nó là cốt nhét. Đấy, con đấy thì bán thì ai mua? Chó nó mua. Đấy, có những con này thì nói chung người mua của mình toàn thích chim dạn thôi mọi người. Đấy. Không cần biết là hot hay chưa mà cứ khoái dạn thôi. Đấy, được ha. Con này tố chất ha. Tố chất có thể nuôi dạn được. Mặc dù nó vẫn còn khá nhát mọi người. Nó chỉ quen cái tay của mình thôi chứ người giờ mình đi từ xa đến thì nó vẫn sổ nha. Đấy, mới có 2 ngày mà. Đấy, còn bây giờ mình sẽ đút cắm sệt cho cái con ngực đỏ này. Tụi này có vẻ nó không ưa nhau mấy. Đấy, con ngực đỏ thì nó khá thân thiện với mình. Còn con... Đấy, nó đánh nhau kìa mọi người. Đấy, nó đánh nhau đấy. Nó không ưa nhau mấy. Đấy, nó đánh nhau đấy. Thấy không? Nó đâu có ưa nhau đâu mà.
Đấy, con kia đòi ăn của con kia. Đấy, con ngực đỏ không chịu hút mà cứ đợi con kia gắp lên xong rồi hút cái mỏ của nó. Đấy, đấy, đấy. Mai chắc phải mang thêm lồng nữa. Chiều nay mình tính bắt về cho khách đấy, mấy con đấy, thành ra mỗi con một lồng nhưng mà khách dời lại. Đấy, người ta dời lại mấy bữa nữa mới bắt. Bữa nay bắt có một con về thôi. Cho nên là vẫn phải nhốt hai con một lồng này, có thể mai mang thêm lồng lên nữa. Nói chung là hai con này là cũng tương đối, cũng có tố chất là dạng. Rồi, còn mấy con này thì một con ăn cám sệt, một con cám sệt. Con cám sệt. Cám sệt thì kệ bà nó, cứ cho ăn cám hạt mọi người. Để mai lên nó có không ăn thì mình mới giỏ nước. Vậy thì nó mới mau ăn cám hạt được. Chứ cứ chiều theo nó miết này cũng không được đâu. Con này con kia. Rồi bắt con này cho khách đi, con này mướt hơn. Con kia thì nó có hót rồi nhưng mà mình nghĩ là để lại bắt cho khách con này. Đấy, nói chung hai con nào cũng ăn cám hạt rồi. Rồi bây giờ con nào mang cắt thì cắt đi nha. Đấy, như mấy con này mang vô cắt đi. Con này thì bắt về cho khách rồi. Bạn nào ở Bình Phước nhỉ? Cái bạn gì ở Bình Phước ấy, nếu mà coi được video này ấy là mình bắt con này cho bạn. Con này đầu xanh nha. Đấy, nó không được dạn hoàn toàn nhưng mà nó cũng tương đối nhá. Bạn gì ơi, quên mất cái tên, là nhiều người có quên tên này. Đấy, chim mình giao về trùm cái áo lại cho nó bữa hai bữa đi. Đấy, cho nó bình tâm lại. Chứ nó mới đi xe về nó rất là mệt. Mà nếu mà gặp nhà nào mà có chim nữa thì nó sẽ bị hoảng. Đấy, còn nhà nào không có chim thì nó đỡ hơn. Đấy, con mồi bữa nay mình cho hút hai sầu riêng cái hót sung lắm mọi người. Hót miết, hót từ sáng giờ ấy. Mới nghỉ á. Hót từ sáng chiều luôn á. Đấy, hút hoa sầu riêng rồi sung hót nhức cái máy. Rồi, tổng kết bữa nay là được một con ngực đỏ nha mọi người. Đấy, có một con à. Thôi kệ, ngày nào cũng được con, được nhiều ngày có được con nào đâu. Rồi, vậy nhá, mai tiếp tục nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.